Dự án được thực hiện trên địa bàn 7 huyện là Văn Yên, Văn Chấn, Văn Bàn, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường của 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu. Triển khai từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và thực hành về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông của cộng đồng và người tham gia giao thông trên các tuyến đường dự án đầu tư tăng cường năng lực tuyên truyền, truyền thông an toàn giao thông của tổ chức đoàn thể địa phương, đảm bảo phát triển bền vững, công tác bảo đảm an toàn giao thông sau khi tuyến đường đưa vào khai thác. Sau hơn một năm triển khai, chiến dịch đã đạt 100% các hoạt động mục tiêu và đạt hoặc vượt kế hoạch kỳ vọng ban đầu, đào tạo nâng cao năng lực cho 334 người là cán bộ truyền thông cộng đồng của các tổ chức đoàn thể tại huyện, xã giáo viên nhà trường và cán bộ an toàn giao thông của nhà thầu tư vấn giám sát thiết kế, kỹ năng truyền thông, đồng thời thiết lập mạng lưới truyền thông an toàn giao thông địa phương với vai trò đầu mối của đoàn thanh niên hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của chiến dịch. Đã có 59 sự kiện truyền thông an toàn giao thông được 43 nhà trường khu vực dự án tổ chức cho hơn 32.000 lượt học sinh trên địa bàn. Cuộc thi online tìm hiểu về kiến thức an toàn giao thông phát huy thế mạnh của truyền thông thông minh đã thu hút được sự tham gia của hơn 33.000 lượt người, với 57% là phụ nữ và 54% là người dân tộc thiểu số, 75% người tham gia dưới 18 tuổi. Tại sự kiện, cũng tổng kết các giải thưởng cuộc thi online cũng như giải thưởng mô hình thực hành tốt của các xã, huyện và nhà trường được trao cho các cá nhân và tập thể xuất sắc.